Đến bây giờ vẫn còn nhiều anh em suy nghĩ rằng Hoàng gia Ả Rập giàu lên chỉ nhờ vào việc khai thác dầu mỏ. Đồng ý là những doanh nghiệp mà họ sở hữu đều ăn nên làm ra, vừa thuộc top những tập đoàn giàu nhất thế giới. Thế nhưng, hầu hết trong số đó đều không phải chính xác họ xây dựng mà chúng được thâu tóm nhờ vào những thùng dầu được cả thế giới săn đón. Tuy nhiên, bạn sẽ giải thích như thế nào về những chính sách đối ngoại vô cùng cứng rắn của Hoàng gia Ả Rập? Bằng những xung đột xoay quanh vùng Trung Đông, hầu hết đều có vết dầu mỏ. Và thậm chí họ còn áp đặt lệnh trừng phạt lên siêu cường Hoa Kỳ, cũng chính là quốc gia lo lắng cho an nguy của dầu mỏ có trữ lượng lớn nhất thế giới này. Nếu tôi nói rằng để có được vị thế như ngày hôm nay, Hoàng gia Ả Rập không chỉ biết cách dựa vào dầu mỏ mà thiên nhiên ban tặng, mà còn vô cùng khôn khéo và tâm cơ trong từng bước đi, khiến ngay cả Hoa Kỳ cũng phải đề phòng. Ngay bây giờ, hãy vào nội dung chính của video để cùng với Văn Tùng làm sáng tỏ điều này nhé. Nhưng mà trước khi bắt đầu, đội ngũ sáng tạo của chúng mình rất mong nhận được sự ủng hộ của mỗi anh em ở đây. Mỗi like, mỗi subscribe của các bạn là động lực mạnh mẽ để chúng mình tiếp tục hành trình khám phá này. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ả Rập Xê Út khai thác dầu mỏ vào thời điểm rất thuận lợi vào những năm 1930, khi Mỹ đang trải qua sự mở rộng nhanh chóng để trở thành một siêu cường toàn cầu. Do đó, Hoa Kỳ cần một lượng dầu lớn để cung cấp năng lượng cho các ngành công nghiệp, sản xuất nhựa và thậm chí là cả phân bón nông nghiệp để sản xuất thực phẩm. Do đó, ai kiểm soát được một phần lớn nguồn cung dầu trên thế giới sẽ được Mỹ coi trọng và có một vị trí quyền lực đáng kể trên chính trường thế giới. Nhận thấy điều này, Ả Rập Xê Út đã tìm cách thiết lập mối quan hệ với Hoa Kỳ. Họ đã bán đất cho Mỹ với giá 170.000 đô la và nhận ra rằng đó chính là khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên hành tinh với gần 300 tỷ thùng. Động thái chiến lược này cho phép Ả Rập Xê Út định vị mình là một nhà lãnh đạo quan trọng trên thị trường dầu mỏ toàn cầu và thiết lập mối liên minh chặt chẽ với Hoa Kỳ. Rõ ràng, việc phát hiện mỏ dự trữ dầu khổng lồ tại Ả Rập Xê Út đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính trị toàn cầu và phát triển kinh tế trong thế kỷ 20. Chính phủ Ả Rập Xê Út thành lập một liên doanh giữa họ và tập đoàn dầu mỏ lớn thứ tư của Mỹ, và liên doanh này được gọi là Aramco. Với sự hợp tác này, việc khai thác dầu mỏ được tiến hành ngay lập tức và những thùng vàng đen đầu tiên đã được đưa lên. Ả Rập Xê Út đã nhận ra rằng họ đang nắm giữ rất nhiều đòn bẩy nhờ vào dầu mỏ của mình. Nhưng đồng thời, họ cũng biết rằng có không ít con hổ đói đang lăm le chú cừu đen mập mạp này. Điều gì sẽ ngăn cản những nước láng giềng không thân thiện của Ả Rập Xê Út mở một cuộc chiến tranh nhằm cướp đi tài nguyên của họ? Đúng là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ả Rập với nền quốc phòng yếu kém sẽ không thể bảo vệ được tài nguyên của mình. Họ cần một quốc gia có tiềm lực mạnh mẽ để sẵn sàng bảo kê họ khỏi mọi cuộc chiến trong tương lai. Vì vậy, vào năm 1945, trong khi Mỹ đang cần nguồn cung dầu đủ lớn để hỗ trợ chiến tranh, họ đã ký kết một thỏa thuận với vua Ayub Aziz Asau. Sau giao dịch này, thì Mỹ sẽ đào tạo quân lính Ả Rập Xê Út và xây dựng một căn cứ quân sự hiện đại. Đổi lại, Ả Rập Xê Út sẽ bán cho Mỹ bất kỳ lượng dầu nào mà họ cần. Đây thực sự là một cuộc giao dịch mang tính bước ngoặt, khiến Hoàng gia Ansau trở thành gia đình hoàng gia giàu có nhất trên thế giới. Ước tính tổng tài sản của họ có giá hơn 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nó thậm chí còn tương đương với GDP của Úc, Tây Ban Nha trong năm 2023. So với đó, gia đình hoàng gia Anh chỉ có giá trị khoảng 88 tỷ đô la Mỹ. Điều đó có nghĩa là gia đình hoàng gia Ansau có giá trị gấp 16 lần con số đó. Khi nghĩ về những gia đình quyền lực nhất trên thế giới, anh em có thể nghĩ đến những gia đình là Rothschild, Rockefeller hoặc thậm chí là gia đình Walton, đứng sau đế chế của hàng bán lẻ số 1 Hoa Kỳ, Walmart. Thế nhưng, để so sánh về tổng tài sản mà nói thì hoàng gia Ả Rập còn giàu hơn rất nhiều lần. Gia đình hoàng gia Ansau đã đạt được hàng nghìn tỷ đô la Mỹ là nhờ một chế độ quân chủ tuyệt đối, một vương quốc mà họ kiểm soát tất cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Nhờ điều này, họ luôn biết nên đầu tư vào đâu và bắt đầu kinh doanh từ những nguồn lợi nhuận lớn. Sau thỏa thuận lịch sử với Mỹ vào năm 1945, gia đình hoàng gia Ansau và Mỹ đã hợp tác với nhau trong hòa bình nhiều năm sau đó. Trong những thập kỷ tiếp theo, Mỹ và gia đình hoàng gia Ansau đã cùng nhau phát triển thịnh vượng ở nhiều khía cạnh như kinh tế, quân sự và chính trị. Những tưởng cuộc tình này sẽ diễn ra hoàn hảo cho đến khi Mỹ liên quan đến vấn đề Israel vào năm 1973 trong cuộc chiến Israel-Ả Rập. Cuộc chiến này đưa nhiều quốc gia ở khu vực Trung Đông đối đầu với Israel, quốc gia cũng đã có tranh chấp với Palestine. Trong tình hình đó, Hoa Kỳ đã lên tiếng ủng hộ Israel và điều này dễ hiểu đã làm tức giận cả Trung Đông. Và điều gì đến cũng đã phải đến, mối lương duyên hàng thập kỷ của Ả Rập và Mỹ đã đi đến hồi kết khi các quốc gia sản xuất dầu lớn nhất ở Ả Rập, đồng thời là thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu OPEC, quyết định rằng đã đến lúc trừng phạt Mỹ. Vua Ả Rập Xê Út yêu cầu Aramco ngừng khai thác dầu và ngay lập tức Mỹ phải đối mặt với một khủng hoảng dầu chưa từng thấy trước đó. Hệ thống giao thông của Hoa Kỳ không thể làm gì nếu không để giải quyết vấn đề thiếu xăng dầu. Hàng triệu người đã chờ đợi mòn mỏi tại các trạm xăng dầu mà vẫn không có nổi một giọt nào. Rõ ràng mà nói,
Nếu cắt đi nguồn nhiên liệu của ngay cả một đế chế mạnh nhất, nó sẽ sụp đổ chỉ đúng trong vài tháng, và đó là tình hình mà Mỹ đang phải đối mặt. Vì vậy, Hoa Kỳ phải bấm bụng ký một thỏa thuận khác với Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Nếu Ả Rập Xê Út cam kết chỉ bán dầu bằng đô la Mỹ, Hoa Kỳ cam kết sẽ cung cấp vũ khí, đào tạo quân sự, hỗ trợ chính trị. Và về cơ bản là bất cứ một điều gì mà những người cầm đầu Ả Rập Xê Út muốn, Mỹ sẽ ủng hộ hoặc ít nhất làm ngơ trước sự bành trướng của Ả Rập. Tất cả vì mục tiêu đảm bảo an ninh cho chính cường quốc này. Với thỏa thuận này, Mỹ vừa không phải lo lắng về tình trạng thiếu nhiên liệu, vừa có tiếng nói trên thị trường dầu mỏ quốc tế. Đồng tiền dầu mỏ ra đời, từ đó dầu, nguồn nguyên liệu của thế giới chỉ được bán bằng đô la Mỹ. Mang lại lợi thế lớn cho Mỹ so với các cường quốc khác, vì Mỹ có thể in ra đô la. Điều này có thể hiểu đơn giản là họ mua dầu hoàn toàn miễn phí. Tất nhiên, đổi lại là trong quá trình đó, Ả Rập Xê Út được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Hợp đồng này đã tạo ra một liên minh gần như không thể phá vỡ giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út, và liên minh này vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Tuy nhiên giờ đây, Ả Rập Xê Út đối diện với một vấn đề khác, đó là họ có quá nhiều dầu để cung cấp cho thế giới, nhưng lại có quá nhiều tiền. Vào năm 1980, Ả Rập Xê Út chỉ có dân số 9 triệu người nhưng lại kiếm được hàng tỷ đô la lợi nhuận. Hoàng gia đã giữ lợi nhuận để đầu tư vào hàng chục tập đoàn khổng lồ mà không ít trong số đó thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Họ cũng mua lại Aramco, nghĩa là gia đình Hoàng gia Assad hoàn toàn kiểm soát sản xuất dầu trong quốc gia và có thể đổi tên công ty thành Saudi Aramco, khiến cho Hoàng gia Ả Rập bây giờ có quyền độc quyền về sản xuất và bán dầu mỏ trong nước và trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Với sự giàu có ngày càng tăng, đến cùng với nó là rất nhiều trách nhiệm, điều mà gia đình Assad thực sự không muốn đối mặt. Cho game cho biết thì gia đình trùm khủng bố Bin Laden có mối quan hệ mật thiết với Hoàng gia Assad. Gia đình Bin Laden sở hữu một trong những công ty xây dựng lớn nhất của Ả Rập Xê Út và họ đã làm việc chặt chẽ với gia đình Assad để xây dựng thành phố Ả Rập Xê Út. Dưới sự chỉ đạo của Ả Rập Xê Út, trùm khủng bố quyết định sang Afghanistan để chiến đấu chống lại Liên Xô. Điều này liên quan đến việc Mỹ đã yêu cầu Hoàng gia Ả Rập giúp họ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy mà nhà vua đã gửi những tổ chức giỏi nhất của mình, trong đó có cả Osama Bin Laden. Tuy nhiên, khi Osama trở về từ Afghanistan, hắn tỏ ra rất ghét việc Mỹ sử dụng Ả Rập Xê Út, quốc gia linh thiêng của thế giới Hồi giáo, như một tay sai quân sự. Tất nhiên, thì Hoàng gia Ả Rập không muốn mất đi một trong hai người bạn giúp họ có được vị thế như hiện tại và cả tương lai. Vì vậy, họ đã cố gắng cân bằng giữa cận thần Bin Laden và Hoa Kỳ. Thế nhưng Bin Laden là một kẻ cực kỳ máu lạnh và đầy lòng căm thù với Mỹ. Hắn ta sẽ không thể bỏ qua câu chuyện này. Thế nhưng ngay cả khi một trong số những vụ khủng bố lớn nhất xảy ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 được điều tra cho rằng 15 trong số 19 người tham gia là người Ả Rập, thì Mỹ cũng chỉ dám hướng mũi tên vào Bin Laden chứ không đả động gì tới Hoàng gia Ả Rập. Đến bây giờ, người ta vẫn không biết rằng liệu Hoàng gia có thực sự nhúng tay vào cuộc khủng bố đó hay không. Thế nhưng sau tất cả thì Hoa Kỳ vẫn chọn cách tiếp tục hợp tác với Ả Rập, bất chấp hàng loạt cuộc phản đối trong nước và quốc tế, cho rằng Mỹ nên ngừng bán vũ khí cho họ. Thực tế thì điều đó chưa bao giờ xảy ra bởi một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ phải đủ mạnh về quân sự để tự bảo vệ mình. Vào năm 2020, Ả Rập Xê Út đã chi hơn 46 tỷ đô la cho quân đội của mình và tất nhiên, 88% tất cả số tiền đó đều chảy vào túi của Mỹ. Để dẹp tan dư luận, Hoàng gia Ả Rập có vẻ như đang thực hiện rất nhiều chiến dịch truy quét khủng bố và Mỹ có lý do để tiếp tục bán vũ khí cho họ. Cuối cùng, Ả Rập Xê Út là một quốc gia quan trọng khi đến việc duy trì hòa bình ở Trung Đông và vì vậy, Mỹ đã tăng doanh số bán vũ khí cho gia đình Assad. Không ngạc nhiên khi nhiều vũ khí đó lại rơi vào tay những nhóm khủng bố mà Mỹ đang chiến đấu chống lại. Và khi những vũ khí đó không được bán cho kẻ thù của Mỹ, chúng được sử dụng để kích thích những cuộc chiến không chấm dứt của Ả Rập Xê Út, như cuộc chiến ở Yemen đã kéo dài hơn 6 năm và gây ra hàng triệu người và đói vì bệnh tật. Ngay cả sau khi Thái tử thừa kế Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman do lệnh ám sát nhà báo Jamal Khashoggi tại Thổ Nhĩ Kỳ, thì Mỹ cũng nhắm mắt làm ngơ, không có bất kỳ một phản ứng mạnh mẽ nào. Jamal Khashoggi đã bắt đầu công khai lên tiếng phản đối sự tham gia của Ả Rập Xê Út trong cuộc chiến ở Yemen. Điều đó đã khiến ông trở thành cánh gai trong mắt của Hoàng gia Assad và họ đã khiến ông biến mất vĩnh viễn. Thế nhưng, để che mắt thế giới, tất cả các nghi phạm người Ả Rập Xê Út liên quan đến vụ án nhà báo Khashoggi đều bị bắt giữ hoặc giam trong các khu biệt thự sang trọng tại Riyadh và chính phủ Mỹ đương nhiên vẫn không nói một lời nào. Chúng ta đã qua quen với những bộ phim cung đấu, nơi vẻ hào nhoáng của hoàng tộc cũng không thể che bớt đi sự tranh đấu đến tàn nhẫn của những người trung huyết thống này. Với hơn 15.000 thành viên trong gia đình, những cuộc đấu tranh bên trong dòng máu Ả Rập lại càng tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần. Trong nhiều thập kỷ, ngai vàng của xã hội đã được chuyển giao từ anh trai sang em trai, chứ không phải là từ cha sang con. Vì vậy, khi vua Salman công bố vào năm 2017 rằng con trai của ông sẽ trở thành vị vua tiếp theo của Ả Rập Xê Út đã khiến cho hoàng gia tức giận.
Việc Bin Salman bỏ qua hàng trăm năm truyền thống đã thực sự làm hàng ngàn thành viên hoàng gia nổi giận. Một số âm mưu lật đổ chính quyền đã được vạch ra nhằm chấm dứt triều đại Bin Salman từ sớm. Trước tình hình đó thì Mohammed Bin Salman, mặc dù chỉ mới 31 tuổi nhưng được đánh giá là khét tiếng tàn nhẫn và ông biết chính xác cần phải làm gì với tất cả những thành viên làm trái ý ông. Và thế là một cuộc thanh trừng đã được tiến hành, bắt giữ hơn 500 thành viên quyền lực nhất trong hoàng gia, bao gồm các hoàng tử, công chúa, bộ trưởng và những doanh nhân đứng đầu bằng cách bắt giam và quản thúc họ trong nhiều tháng. Lý do được đưa ra để che đậy cho hành động này là tham nhũng. Theo Bin Salman, 500 thành viên hoàng gia này được mô tả là những kẻ yếu đuối, theo đuổi lợi ích riêng của mình mà không quan tâm đến lợi ích công chúng. Họ biển thủ công quỹ và đặc biệt là không coi trọng tôn giáo. Việc bắt giam được hợp thức hóa vì lợi ích vương quốc và củng cố quyền lực của Bin Salman. Thống kê chỉ ra rằng hơn 2.000 tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng và khoảng 800 tỷ đô la Mỹ tiền mặt, tài sản đã được tịch thu. Kể từ đó, không ai dám thách thức chính quyền Mohammed Bin Salman và vị độc tài này có thể hoàn toàn thống trị dòng tộc giàu có bậc nhất lịch sử này. Sau tất cả thì rõ ràng, ta có thể thấy được thế giới phức tạp của những kẻ nắm trong tay nhiều quyền lực. Để có được đế chế dầu mỏ ngày hôm nay, Hoàng gia Ả Rập đã từng bước đạp lên rất nhiều cuộc chiến mà trong đó có không ít những âm mưu, thủ đoạn khiến người ngoài không thể ngờ tới. Ngay cả chiếc men sạch nhất cũng có bụi. Ẩn sau những bức tranh dát vàng, vương miện kim cương và những thùng vàng đen quý hiếm là cả một thế giới đầy toan tính và mưu mô của Hoàng gia Ả Rập. Liệu việc thế giới đang dần dần loại bỏ sự phụ thuộc vào dầu mỏ có ảnh hưởng gì tới vị thế của quốc gia này hay không? Có bao nhiêu cuộc xung đột liên quan đến Hoàng gia Ả Rập nữa mà chúng ta chưa được biết? Các bạn hãy cùng bình luận ở phía dưới nhé! Mà nếu các bạn thấy nội dung trên thú vị, đừng quên để lại một like, ủng hộ Văn Tùng Discovery và ekip cho những video tiếp theo. Cũng đừng ngần ngại comment xuống phía dưới những chủ đề mà các bạn muốn chúng mình khám phá trong series này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!